cầu thưởng thức âm nhạc thì Thu Phương xin giới thiệu đến quý vị bộ loa Soundmax A8900. Bộ loa Soundmax A8900 được thiết kế hiện đại với màu đen lịch lãm, với bốn loa vệ tinh kết nối với một loa siêu trầm, với tổng công suất lên đến 90W chắc chắn sẽ mang đến âm thanh tuyệt vời. Ngoài ra thì Soundmax A8900 còn tích hợp thêm cả thẻ nhớ USB giúp các bạn có thêm lựa chọn nghe nhạc. Soundmax A8900 có âm thanh vòm phù hợp với mọi thể loại nhạc từ ca nhạc dân gian cho đến rock sôi động, với giải tần số là từ 20Hz cho đến 20.000Hz sẽ đáp ứng nhu cầu nghe nhạc của bạn. Sau đây xin mời các bạn cùng Meta test thử chiếc loa Soundmax A8900. Loa được trang bị hai dây chuyển đổi và hai dây jack 3.5mm giúp bạn có thể kết nối với điện thoại hoặc là các thiết bị điện tử khác với jack cắm là 3.5mm. Và ngoài ra trong khi nghe nhạc thì bạn có thể điều chỉnh được âm thanh với các nút điều khiển ngay phía trước của mặt loa. Đó là nút điều chỉnh độ cao, điều chỉnh âm trầm, điều chỉnh độ vang. Và ngoài ra thì bạn có thể cắm mic ngay phía trước loa để tiện cho việc hát karaoke. Bên cạnh đó thì loa còn có nút chuyển chế độ nghe nhạc, audio, USB và SD. Phía bên dưới đó là nút dừng và nghe tiếp bài hát, nút quay lại bài hát và nút chuyển tiếp bài hát. Ngoài ra thì loa có thêm lựa chọn nghe nhạc cho bạn khi dùng thẻ nhớ SD. Và cuối cùng là nút điều chỉnh âm lượng. Và ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng nghe thử chất lượng âm thanh của chiếc loa Soundmax A8900. Xin chào và hẹn gặp lại.